Cô thân ái, chào các em. Ở tiết kể chuyện hôm nay, cô và các em cùng đến với một câu chuyện dân gian Nga mang tên Một nhà thơ chân chính. Để học tốt tiết học hôm nay, các em cần chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt, vở nháp, bút để có thể ghi nhanh các ý chính. Và câu chuyện này sẽ giúp các em hiểu truyện, trao đổi được về nội dung, ý nghĩa câu chuyện, ca ngợi nhà thờ chân chính có khí phách cao đẹp, thà chết trên giàn lửa thiêu, không chịu khuất phục cương quyền. Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh họa, các em trả lời được các câu hỏi về nội dung câu chuyện, kể lại được truyện, có thể phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt một cách tự nhiên, chăm chú lắng nghe thầy cô kể chuyện, nhớ chuyện, học tập tấm gương cao đẹp của nhà thơ. Bài học hôm nay của chúng ta gồm 3 hoạt động. Hoạt động thứ nhất, nghe kể. Hoạt động thứ hai, tìm hiểu bài. Hoạt động thứ ba, kể lại câu chuyện. Cô mời các em cùng mở sách tiếng Việt trang 40. Chúng ta cùng bước vào hoạt động thứ nhất, nghe kể. Ngày xưa ở vương quốc Dagestan, có một ông vua nổi tiếng bạo ngược. Dưới triều đại ông ta, nhân dân hết sức lầm than. Thế rồi khắp nơi nơi, bỗng truyền đi một bài hát thống thiết, lên án thói hống hách, bạo tàn của nhà vua và phơi bày nỗi thống khổ của nhân dân. Mọi người dân, từ người lớn đến trẻ con, ai ai cũng say sưa ca bài hát ấy. Một ngày kia, bài hát lọt đến tai nhà vua. Ngài lập tức ra lệnh lùng bắt kỳ được kẻ sáng tác bài ca phản loạn ấy. Các quan đại thần và lính cận vệ ra sức sục sạo, cũng không thể tìm được ai là tác giả của bài hát. Vì vậy, nhà vua hạ lệnh tống giam tất cả các nhà thơ và những nghệ nhân hát rong. 3 hôm sau, tất cả những người đó được giải vào cung. Mỗi người phải hát cho nhà vua nghe một bài hát do chính mình sáng tác. Các nhà thơ, các nghệ nhân lần lượt tấu lên những bài ca tụng trí tuệ sáng láng, trái tim nhân hậu, sức mạnh kỳ diệu của nhà vua. Ánh hào quang chói lọi xung quanh sự nghiệp vĩ đại của ngài. Duy chỉ có 3 nhà thơ im lặng không chịu hát. Nhà vua lệnh thả tất cả, còn 3 người này thì đem tống giam vào ngục tối. 3 tháng sau, ngài cho giải họ từ trong ngục ra và phán. Thế nào? Giờ thì các ngươi sẽ hát cho trẫm nghe chứ. Một trong 3 người đó lập tức cất lời ca tụng quốc vương Dagestan. Ông ta được tha ngay. Nhà vua sai đem 2 người còn lại đến giàn hỏa thiêu và phán: hãy hát lên cho trẫm nghe, đây là cơ hội cuối cùng cứu sống các người. Một trong 2 người hát lên một bài ca ngợi nhà vua và cũng được tha ngay. Còn người cuối cùng vẫn im lặng. Nhà vua tức giận hét lên: trói hắn lại, nổi lửa lên. Bị trói chặt vào giàn hỏa thiêu, nhà thơ cuối cùng bỗng cất tiếng hát. Bài hát vạch trần tội ác của nhà vua, đó chính là bài ca phản loạn đã lưu truyền khắp đất nước. Tiếng hát vang lên, cả hoàng cung rung động cùng với ngọn lửa bừng bừng bốc cháy như giận dữ. Nhà vua bất ngờ thét lên: dập mau lửa đi, dập mau, cởi trói ngay cho ông ta. Trẫm không thể để mất nhà thơ chân chính độc nhất của đất nước này. Câu chuyện thật hay và có ý nghĩa đúng không nào? Để hiểu nội dung câu chuyện, cô mời các em cùng bước vào hoạt động 2, tìm hiểu bài. Các em hãy dừng video để trả lời các câu hỏi sau. Trước sự bạo ngược của nhà vua, dân chúng phản ứng bằng cách nào? Nhà vua làm gì khi biết dân chúng truyền tụng nhau bài ca lên án mình? Trước sự đe dọa của nhà vua, thái độ của mọi người như thế nào? Vì sao nhà vua phải thay đổi thái độ? Sau khi đã trả lời được các câu hỏi trên, các bạn hãy nhấp vào video để tiếp tục bài giảng nhé. Chắc các em đã có câu trả lời rồi đúng không nào? Trước sự bạo ngược của nhà vua, dân chúng phản ứng bằng cách nào? À, đúng rồi,
Dân chúng truyền nhau bài hát lên án thói hống hách bạo tàn của nhà vua và phơi bày nỗi thống khổ của nhân dân. Vậy nhà vua làm gì khi biết dân chúng truyền tụng nhau bài ca lên án mình? Nhà vua ra lệnh lùng bắt kỳ được kẻ sáng tác bài ca phản loạn ấy. Vì không thể tìm được ai là tác giả của bài hát, nhà vua hạ lệnh tống giam tất cả các nhà thơ và nghệ nhân hát rong. Trước sự đe dọa của nhà vua, thái độ của mọi người như thế nào? Các nhà thơ, các nghệ nhân lần lượt khuất phục, họ hát lên những bài ca, ca tụng nhà vua. Duy chỉ có một nhà thơ, trước sau vẫn im lặng. Và theo em, vì sao nhà vua phải thay đổi thái độ? Đúng rồi, nhà vua thay đổi thái độ vì thực sự khâm phục, kính trọng lòng trung thực và khí phách của nhà thơ bị lửa thiêu cháy, nhất định không chịu nói sai sự thật. Các em thấy không, chính khí phách và lòng trung thực của nhà thơ dù chết cũng không chịu nói sai sự thật đã làm cho nhà vua thật sự khâm phục. Từ câu chuyện trên, ta rút ra ý nghĩa câu chuyện. Câu chuyện ca ngợi nhà thơ chân chính của vương quốc Dagestan thà chết trên giàn lửa thiêu, không chịu ca tụng vị vua tàn bạo. Khí phách của nhà thơ chân chính đã khiến nhà vua cũng phải khâm phục, kính trọng, thay đổi hẳn thái độ. Sau khi đã nghe cô kể câu chuyện và tìm hiểu được nội dung câu chuyện, các em hãy kể lại câu chuyện này cho những người thân trong gia đình cùng nghe. Trong khi kể, các em nên phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt của từng nhân vật để thể hiện tính cách và làm cho câu chuyện mình kể thêm thu hút người nghe. Các em nhé! Tiết kể chuyện tuần sau, các em sẽ được học bài Kể chuyện đã nghe, đã đọc, trang 49. Để tiết học tuần sau tốt hơn, các em hãy sưu tầm một số câu chuyện mà các em đã được nghe, được đọc về tính trung thực. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Chúc các em mạnh khỏe, học tốt và nhớ thực hiện thông điệp 5K để bảo vệ sức khỏe của mình và cho những người xung quanh nhé các em. Cô thân ái chào các em.